cái gì nữa? Ôi, làm việc đi sĩ quan. Em xin lỗi chứ mẹ vô bài. Được á, khẽ là chạy ngu đi. Có làm đâu? Đúng rồi, tao phải dùng cái cây xe bay sồ bật K2 mới mua trong 350 ngày từ đô Nguyễn bắn. Chị ơi, mua tao đạn chú ơi. Ờ, một viên đạn 10.000, ai mua inbox? Đạn bây giờ đắt lắm mày ơi, thời thế thay đổi rồi.